Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa vì buổi sáng tốt lành Ngài ban phước cho chúng con. Ngay giờ này con cầu nguyện để Chúa Ngài cho chúng con được học lời của Ngài. Xin Chúa Ngài ban phước cho lời của Ngài, giống như chủ đề sáng nay đó là chúng con sẽ có một cái lời chia sẻ về Ngài Father Day, tức là ngày lễ phụ thân. Xin Chúa ban phước cho chúng con trong thời gian này và lời của Ngài. Con cầu nguyện để Chúa Ngài thấm nhuần lời Ngài trong lòng của chúng con. Ngài cho chúng con là những người cha, những người làm phụ huynh, có trách nhiệm với con của mình và làm sao để kết quả trong sự nhận biết của Chúa trên đứa con của mình. Con cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho lời Ngài sáng nay. Ngài cùng ban phước cho. Chúng con cầu xin Thánh Linh của Chúa Ngài hiện diện trong giờ này. Đổ đầy cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trước khi chúng ta được nghe lời Chúa trên trong cái mời thánh an toàn. Trước khi chúng ta được nghe lời Chúa thì tôi muốn xin giới thiệu đó là có hai bạn mới lần đầu tiên đến với hội thánh của Chúa. Xin em có thể giới thiệu em với lại bạn. Em có thể giới thiệu em tên gì, bạn tên gì? Uyên. Rồi chúng ta trân trọng vỗ tay cảm ơn Chúa. Xin welcome hai bạn đến đây lần đầu tiên. Chúa ban phước cho hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái đoạn video clip chúng ta sẽ xem qua cái chủ đề sáng nay. Xin ban IT giúp đỡ giùm. Chúng ta tắt đèn. Đây là câu chuyện được ghi ở trong Luca đoạn 15 từ câu 11 tới câu số 32. Xin tắt đèn. And he said, there was a man who had two sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country, and there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went out and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. And he arose and came to his father. And while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to celebrate. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, Your brother has come and your father has killed the fattened calf because he has received him back safe and sound. But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him. But he answered his father, Look, these many years I have served you, and I never disobeyed your command, yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends.
But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him. And he said to him, Son, you are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found. Cảm ơn Ruth đã giúp đỡ để chúng ta được nghe lời Chúa. Tôi muốn tất cả thanh niên, thiếu niên chúng ta sẽ sắp xếp công việc hết. Và hôm nay thì thiếu vắng cô giáo thiếu nhi, cho nên cứ để các bạn thiếu nhi ở dưới đó và yêu cầu các bạn thanh thiếu niên đều ở trên đây. Đây là một cái chủ đề mà rất là hay và rất là ý nghĩa cho chúng ta trong những ngày mà chúng ta được kỷ niệm ngày Father Day, có ngày lễ phụ thân. Cách đây 2 ngày trước ở tại đây cũng đã tổ chức một cái chương trình, đó là chương trình về lễ phụ thân tình gia. Và cảm ơn Chúa trong đêm hôm đó cũng rất là phước hạnh, mặc dù bên ngoài trời mưa, nhưng do nhiều người cầu thay và cảm ơn Chúa là Chúa cũng không có cho có mưa và nó chỉ lác đác thôi và mọi người đến. Và tuần sau tôi cũng xin thông báo là trong tuần sau ở tại đây thì chúng ta sẽ có một cái chương trình, đó là chương trình Kairos có ngày thời điểm vui Chúa. Và một sư Huỳnh Quốc Khánh sẽ cùng dự phần với hội thánh của Chúa tại đây. Trong xuyên suốt từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 21 giờ tối, có nghĩa là chúng ta sẽ có 3 cái session, 3 cái chương trình chính trong tuần chủ nhật tuần sau. Chúng ta sẽ có 3 suất. Thứ nhất là từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến trưa, và từ 1 giờ rưỡi cho đến 4 giờ rưỡi chiều, và từ 6 giờ cho đến 9 giờ tối. Chúng ta sẽ có 3 suất như vậy liên tục, và chúng ta sẽ ăn trưa ở đây và ăn chiều ở đây luôn. Hiện nay thì chúng tôi đã có cái thông số, đó là khoảng hiện nay là những người đăng ký đã khoảng hơn 150. Cho nên là quý vị tranh thủ, đây là những cái chương trình rất là đặc biệt vì mục sư Huỳnh Đức Khánh được ơn để cầu nguyện giải cứu chữa bệnh, và ông được ơn để khai phóng quyền năng của Chúa đến với mỗi cuộc đời. Bên cạnh đó thì tôi cũng rất là trân quý ông, vì ông là một mục sư phải nói là có cái tiếng tốt với cái cộng đồng của Cơ Đốc Nhân. Ông là một số trong những mục sư mà gọi là có tiếng tốt, và rất là nhiều người tức là tôn trọng cái chức vụ của ông và quý trọng những gì mà Chúa đã dùng vào cuộc đời của ông. Và ông thường mở những cuộc truyền giảng. Và cảm ơn Chúa, trong chuyến hành trình đến Việt Nam lần này thì ông muốn đến thăm hội thánh của Chúa. Thì hội thánh buổi sáng chúng ta tại đây vẫn nhóm buổi sáng chung, và hội thánh buổi chiều cũng sẽ nhóm chung buổi sáng. Có nghĩa là chúng ta sẽ liên tục trong một ngày chủ nhật đó, chúng ta dành 3 suất chính cho cái ngày chủ nhật. Nó hơi nặng, nhưng mà ngày hôm đó chúng ta được có những bài chia sẻ, những sứ điệp để đụng chạm với lòng của mọi người. Cho nên ước mong con dân Chúa đi đông đủ và đúng giờ. Hội thánh của chúng ta thì có một tình trạng cũng có khá lớn, đó là tình trạng giờ nó hơi bị kéo giãn chút xíu ha. Cho nên cố gắng đi sớm để được phước. Và bây giờ buổi sáng nay tôi muốn quay trở lại cái chủ đề mà hội thánh của Chúa hồi nãy chúng ta đã xem á, đó là trong Luca đoạn 15 từ câu 11 tới câu số 32. Như chúng ta vừa xem bộ phim, đúng ra thì chúng ta sáng nay đọc kinh thánh, nhưng mà nó có một cái đoạn clip rất là hay đã được mô tả hết cái phân đoạn mà chúng ta đọc. Đó là cái câu chuyện ghi lại cho chúng ta, được ký thuật lại khi Chúa Giêsu ngài giảng đạo á, thì ngài kể cho chúng ta một câu chuyện. Đó là có một người cha kia có 2 con trai. Cho đến một ngày thì đứa con trai út á, là đứa hai á, mới nói với cha rằng: Cha ơi, bây giờ xin chia gia tài cho con, chia gia sản cho con. Và kinh thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng người cha đã chia gia sản cho bạn ấy, và chẳng bao lâu sau thì bạn ấy đã thâu tóm gia sản và đi đến một nơi xa. Khi đến một nơi xa thì bạn ấy đã ăn chơi phóng đãng, phung phí gia tài của mình. Khi mà đã sử dụng hết cái số tiền của mình đó thì trong xứ xảy ra một nạn đói lớn, và cái người em đó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu, thiếu tới nỗi khó khăn tới nỗi mà đứa em đó phải đi làm mướn cho người dân bản xứ, và công việc chính của bạn đó là đi chăn heo. Và khi mà chăn những con heo như vậy á, nó đói tới nỗi ước mong lấy được cái vỏ đầu của heo mà ăn cho no, nhưng mà không ai cho nó cả. Bây giờ nó mới tỉnh ngộ, tự nhủ: biết bao nhiêu người ở nhà cha ta làm mướn được ăn no, được dư dật, mà bây giờ mình ở đây mình phải chết đói.
Cho nên nó quyết định một điều, đó bây giờ quay trở lại cùng với cha của mình và xin thưa với cha mình, đó là mình đã phạm tội với trời và với cha của mình và không xứng đáng được gọi là cha nữa. Nhưng mà nếu có thể được, nếu có thể được, bây giờ chỉ còn con làm một cái chân gọi là làm mướn trong nhà của cha thôi, à, thì đó là cái mãn nguyện của con rồi. Và khi nó có suy nghĩ như vậy thì nó có một hành động đã quyết định quay trở lại nhà của mình. Và khi nó quyết định quay trở lại nhà của mình và từ đằng xa cha nó đã thấy nó từ đằng xa và cha nó động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy nó và hôn. À, người con mới thú thực trong thời gian qua con đã phạm tội rất là nhiều với trời và với cha, chẳng xứng đáng được gọi là cha nữa. Nhưng mà khi mà cha nó nghe được những cái câu như vậy đó thì cha nó bắt đầu sai những cái đầy tớ gia nhân là hãy lấy áo mặc cho nó, hãy đeo nhẫn cho nó, rồi mang giày vào cho chân của nó, thậm chí còn bắt luôn một con bê mập để làm thịt cho con của mình. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thế nào à? Đó là ông nói là bây giờ còn là bao năm xa cách, thay vì tưởng chết mất rồi nhưng bây giờ được sống lại để quay trở lại với gia đình của mình, bây giờ cha phải ăn mừng. Và cuối cùng là ông tổ chức một cái buổi tiệc ăn mừng trong cái buổi đó. Người anh thì lúc bây giờ ngoài đồng đi về và khi thấy ngạc nhiên, thấy đông quá, ồn ào náo nhiệt thì mới gọi cái đứa này tới hỏi ủa tại sao mà nhà mình đông vậy. Thì những đứa này tới mới nói là gia đình mình có cái việc rất là đặc biệt, đó là em của anh nó bây giờ quay trở lại rồi. Cha đã tiếp đãi rất là linh đình, rất là trân quý, rất là trân trọng. Sau đó thì người anh mới cho chúng ta thấy rằng thế nào à, khi mà người anh nghe như vậy á thì nổi giận, tức lên và không chịu vào nhà. Cho nên chính vì đó người cha phải đi ra dỗ dành với anh của mình, đó là nói là tại sao như vậy. Thì người anh mới nói là hồi đó tới giờ con ở với cha, con chắc hắn chú bao giờ có cái gọi là rộng rãi với con cả, không có đãi tiệc, không có cho gì cả. Nhưng mà em con bây giờ nó đi phương xa nó ăn chơi chắc tán, lấy hết gia sản nó đi rồi, bây giờ nó quay trở lại thì cha lại tiếp đãi nó rất là trịnh trọng như vậy, không xứng đáng như vậy. Thì người cha mới khuyên người con trai thế này, đó là con ơi, con luôn luôn ở với cha, tất cả của cha là của con, nhưng đáng phải dọn tiệc vui mừng vì em con đây đã chết mà nay là sống, đã mất mà nay đã tìm lại được. À, tôi xin hỏi ở đây là ai là những người đã từng làm cha, chúng ta giơ tay lên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sáu người. Trời ơi, vừa lên thêm hai người cha nữa. 8 người, cảm ơn Chúa thêm hai người cha nữa. Chúng ta chơi hỗ tay à. Ai là những người cha, chúng ta giơ tay lên và cảm ơn Chúa hai người xuất hiện nữa là 8 người. Cảm ơn Chúa, hồi thánh sáng nay cũng có những phần quà để gửi tặng cho những cái những người làm cha. Rồi, ta hỏi ở đây là ai là những em thanh niên thiếu niên, à, thậm chí là những người lớn tuổi mà còn cha, giơ tay lên luôn. Những người còn cha nha, những người cha giơ tay lên. Rất là nhiều người còn cha. Rồi. Cảm ơn Chúa, rất là tuyệt vời. Ở dưới bàn ghế sau còn cha có giơ không? Ok, cảm ơn Chúa. Đây là chủ đề mà rất là hay. Và hồi nãy giờ chúng ta thấy câu chuyện này. Và thường đó thì chúng ta lại nghe kể về một cái người con trai hoang đàng ở trong câu chuyện này. Và rất là nhiều bài giảng nói về người con trai đã quay trở lại. Nhưng buổi sáng nay tôi cậy ơn của Chúa và tôi được sự bày tỏ, cho nên tôi quyết định giảng chủ đề đó là người cha nhân lành. Tôi sẽ tập trung về cái hình ảnh của người cha này. Khi mà chúng ta quay trở lại phân đoạn Kinh Thánh này á thì chúng ta cần hiểu được cái bối cảnh văn hóa của người Do Thái, tức là người Hebrew lúc bây giờ. Thì chúng ta sẽ rất là rõ ràng về lý do tại sao mà người con trai này đã quyết định đó là chia gia tài và đi xa. Và khi chúng ta hiểu về cái lịch sử văn hóa, luật pháp thì chúng ta thấy rằng người cha này, đây là một người cha rất là thương con của mình. Chúng ta sẽ có thêm một phân đoạn Kinh Thánh ở trong Thục Truyền Lực Lưỡi Ký, đoạn 21, từ câu 16 tới câu số 17. Xin ba tôi giúp đỡ dùm câu Kinh Thánh này, Thục Truyền Lực Lưỡi Ký đoạn 21, từ câu 16 tới câu số 17. Tôi xin đọc câu Kinh Thánh này. Thì đến ngày chia gia tài cho các con, người đó không được trao quyền trưởng nam cho con trai của người vợ được yêu, mà phải trao cho con trai của người vợ bị ghét, vì nó mới chính là trưởng nam. Người chồng đó phải công nhận con trai người vợ bị ghét là con trai trưởng và chia cho nó một phần gấp đôi về mọi tài sản mình có,
vì nó vốn là hoa quả đầu tiên của sức lực người đó, nên quyền trưởng nam phải thuộc về nó. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, ban ngày tôi giúp đỡ dùm câu Kinh Thánh này ở trong Phục Truyền đoạn 21 câu 16 câu 17, tôi đã gửi trước rồi. Đó là khi chúng ta đọc phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta thấy một cái lẽ thật. Đó là cái người con trưởng nam được chọn trong gia đình. Đầu tiên khi chia gia sản thì người con trưởng nam này được phần gấp 2 lần những người con bình thường. Ví dụ như người gia đình có 10 phần chia bằng nhau thì người con trưởng nam được sao ạ? Được 2 phần trong 10 phần đó. Và chút xíu là chúng ta sẽ rất là sáng tỏ về những cái câu mà người cha đã nói với con của mình, đó là những gì của con và của cha. Tại sao người cha này đã nói với người con rằng cái gì của con là của cha? Quý vị căn cứ ở trong Kinh Thánh này thì quý vị sẽ thấy là sáng tỏ. Đó là gì? Đó là nếu chia gia sản vào thời điểm đó, gia đình này không hề nói tới người vợ. Và trong câu chuyện này, khi tôi mổ xẻ ra thì tôi thấy rằng không đề cập tới người vợ của ông, và không đề cập tới người mẹ ở trong câu chuyện này. Vậy có rất là nhiều giả thuyết đưa ra cho chúng ta, cho chúng ta có thể là ông bị vợ mất rồi, hoặc là có thể ông đã ly dị vợ rồi, hoặc là hai người con này là con của ông, nhưng cũng không hẳn hai người con này là cùng mẹ với nhau. Tại vì Kinh Thánh không đề cập cho chúng ta biết trong phân đoạn Kinh Thánh này hai người con này có cùng cha, nhưng liệu có cùng mẹ không là câu chuyện khác. Cho nên chúng ta sẽ căn cứ vào rất là nhiều phân đoạn Kinh Thánh khác để chúng ta nhìn sâu hơn về cái câu chuyện này. Đó là gì? Đó là vào thời luật pháp, quý vị nhớ nha, ngay khi câu chuyện được viết ra thì nó được viết vào thời kỳ luật pháp chứ không phải là thời kỳ ân điển. Và tất cả mọi hoạt động của quốc gia đó đều được căn cứ trên luật pháp. Và thậm chí cái phần chia gia sản này cũng được căn cứ theo luật pháp. Bây giờ mình quay trở lại. Khi người cha này chia gia sản thì có thể chúng ta hiểu rằng cái người anh là người trưởng nam đó được gấp 2 lần một đứa con trai bình thường. Và nếu chúng ta đọc kỹ ở đây cũng không nói là trong cái câu chuyện này có bao nhiêu thành viên chính trong gia đình, nhưng mà khi chúng ta chỉ xoáy mạnh phân đoạn này thì chúng ta thấy rằng gia đình này có 3 người: người cha và đứa con trai cả và đứa em. Chỉ có 3 người thôi. Vậy nếu mà chia gia sản ra đó thì có bao nhiêu phần được chia? 3 phần: cha, người anh và đứa em. Nhưng mà căn cứ trên luật pháp của Do Thái á, thì người anh cả phải là gì? Gấp đôi cái phần của người em. Quý thấy rõ là vậy cái phần mà người anh được hưởng á, hưởng ở đâu à? Phần của cha. Nếu trường hợp câu chuyện này ghi 5 người nó khác, nhưng câu chuyện này có 3 người thì sao à? Thì đứa em một phần, người cha một phần và người anh một phần. Nhưng mà theo luật pháp Do Thái đó thì người anh phải hưởng gấp đôi cái phần còn lại. Vậy cái phần còn lại nằm ở chỗ nào? Không chia làm 4 được, nhưng mà chia làm 3. Thì cái phần của người cha là người anh được hưởng. Cho nên cái câu cuối cùng của đoạn Kinh Thánh ghi lại đó là gì? Khi người cha nói với người anh rằng của cha là của con, nó xuất phát từ chỗ này. Và bây giờ chúng ta quay trở lại. Tôi không biết lý do tại sao mà người em này quyết định đến nói với cha mình, đó là: cha ơi, bây giờ xin cha chia cho con phần tài sản thuộc về con. Và đây là một cái nan đề mà người cha phải đối diện vào thời điểm bây giờ. Tự nhiên gia đình êm ấm, đùng một phát đứa con nó lại nó nói với cha của mình: cha ơi, bây giờ gia sản của cha đó, cái phần nào của con đó là bây giờ cha phải chia cho con. Kinh Thánh cũng không ghi cho chúng ta biết rằng cái người con này bao nhiêu tuổi, cũng không biết ở tuổi vị thành niên hay là thanh niên. Nhưng mà bây giờ bạn đã quyết định đó là gì? Bây giờ cái phần của con á để lại cho con. Bây giờ con quyết định, con nhận phần đó và con chịu trách nhiệm với phần con có. Đặc biệt hơn nữa, cái điểm đầu tiên của câu chuyện này đó là người cha phải đối diện với một nan đề, đó gì? Con của mình mang nặng để đau, bây giờ nó chia, nó đòi chia gia sản của nó, và thậm chí sao à, nó đòi rời bỏ mình. Tôi không biết lý do tại sao
đứa em đã quyết định đó là xin chia gia sản và quyết định rời khỏi nhà. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ và chúng ta tra xét, theo cá nhân quan điểm của tôi không nói là Kinh Thánh nói, nhưng mà tôi đang phân tích ở trong cái góc độ của tôi nhìn nhận, cũng có thể là do tác động ở bên ngoài xã hội lúc bây giờ, nó có khiến cho người em này sao à, được giành lấy cái phần của mình và quyết định đi ra khỏi nhà. Do cái xã hội thời bấy giờ và do nhiều tiếng nói với người em, thậm chí có những điều mà người em mỗi ngày thấy được, ủa tại sao mà cái phần của con có được, cha rất là, tại vì chúng ta thấy rằng cha rất là thương người em, cha rất là người thương người em, nhưng mà tại sao cái phần của người anh lại gấp đôi, khi mà luật pháp áp đặt như vậy và cảm thấy cái người em nó bất mãn và cảm thấy nó khó chịu, cho nên một ngày nào đó nói bây giờ cái phần của con nhận. Và hãy nhớ rằng cái phần mà gia sản của bạn có đó không phải tự do bạn tạo nên, nhưng mà sao à, được thưởng từ cha của mình. Và chúng ta sẽ có một cái câu kinh thánh ở trong Phục truyền Lực Lê Ký đoạn 21 câu 18 tới câu 21, quý vị sẽ thấy cái tấm lòng người cha nè. Phục truyền Lực Lê Ký đoạn 21 từ câu 18 tới 21, tôi sẽ đọc. Nếu người nào có một đứa con cứng đầu, ngỗ nghịch, không vâng lời cha mẹ, cho dù cha mẹ có sửa trị mà nó vẫn không nghe, thì cha mẹ đó phải bắt nó và dẫn đến trước cổng thành, giao cho các trưởng lão của thành. Cha mẹ sẽ nói với các trưởng lão của thành rằng: con chúng tôi cứng đầu, ngỗ nghịch, không vâng lời chúng tôi, chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt. Bây giờ mọi người dân trong thành sẽ ném đá cho nó chết. Như vậy anh em sẽ loại trừ được tội ác khỏi anh em, và cả thảy Israel đều sẽ sợ hãi khi hay tin này. Và thời luật pháp quý vị biết không, đó là những đứa trẻ nào, con của mình mà ngỗ nghịch, không nghe lời cha mẹ đó, và khuyên hoài không nghe đó, ăn chơi chát tán nhậu nhẹt bê ta, thì làm gì, cha mẹ đem cái đứa con đó ra ngoài thành và nói với các trưởng lão. Sao có thể khuyên một vài lần không thay đổi, thì trưởng lão quyết định làm gì? Ném đá cho đứa bé nó chết, ném đá cho thanh niên nó chết. Vì lúc bây giờ Kinh Thánh ghi lại là mọi người dân trong thành sẽ ném đá cho nó chết, như vậy anh em sẽ loại trừ được tội ác khỏi anh em, và cả Israel đều sẽ sợ hãi khi hay tên này. Đó là luật pháp đó quý vị. Khi chúng ta đọc này, chúng ta sẽ liên tưởng đến tấm lòng người cha. Ông không làm điều đó. Bây giờ mình quay trở lại cái phân đoạn. Lý do tại sao người em đã quyết định đó là xin chia gia sản và đi ra khỏi nhà, cũng có thể đó là do tác động bên ngoài, cũng có thể đó là do nó nhận được nhân dư hiện tại mà nó thấy được, nó thấy sự bất công. Nó thấy sự bất công cho nên nó quyết định: cha ơi, bây giờ con xin phép cái gia sản mà cha để lại cho con á, thì con được lấy hết phần đó và con tự quyết định cho chính cuộc đời của con. Và cuối cùng Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thế nào? Và người cha đã chia gia tài cho chúng. Người cha đã quyết định chia gia tài cho. Có thể ông biết rằng nếu mà nó cầm số tiền này mà nó đi ra khỏi nhà đó, thì chắc chắn cuộc đời nó sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn. Nhưng mà ông cũng bấm bụng để sao à? Cho phép nó đi ra. Ông có hai quyết định vào thời điểm đó. Một là cho nó đi ra, hai là hành động theo kiểu này. Tại sao? Nó ngộ nghịch, nó không vâng lời, rồi nó nhậu nhẹt bê tha, rồi nó cứng đầu. Và chỉ có cách này. Nhưng trong hai phương cách đó, ông đã chọn một cách, đó là gì? Đó là quyết định cho nó nhận gia sản và nó đi xa. Khi chúng ta học điều này, chúng ta thấy rằng người cha đã đau lòng khi đối diện nặng nề. Chỉ có hai đứa con thôi, nhưng bây giờ đứa em là đứa mà đã quyết định, đó là bây giờ cho con tất cả những gì của con, và bây giờ cho con đi ra khỏi nhà này. Hay nói đúng hơn, rõ nghĩa hơn, cái từ Việt Nam đó là đi ra khỏi nhà luôn, và con muốn về làm gì con làm. Hay nói đúng hơn là đi bụi đời á. Và người cha đã quyết định. Tại sao? Nếu không, nó càng ở nhà, nó càng cứng đầu, nó càng ngỗ nghịch, nó càng không vâng lời, thì nó sẽ chết. Và ông đã bắt đầu
tấm lòng mở ra để đồng ý để cho con mình bước ra khỏi nhà với số tiền rất là lớn mang theo. Tôi không biết rằng cái sự giàu có của ông thế nào, nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng trong nhà của cha của chàng thanh niên này có rất là nhiều đầy tớ. Trong nhà của người thanh niên này có rất là nhiều đầy tớ, có rất là nhiều người gọi là người hầu cho cha của mình. Rồi có rất là nhiều cái gọi đồ ăn thức uống vì những cái gì mà người cha đã tạo lập nên. Nhưng mà người cha đã phải đối diện với một điều ở trong cuộc đời của mình, đó là bây giờ con mình nó quyết định nhận lấy gia sản của mình và nó ra rời xa khỏi mình. Tôi nghĩ ai đâu đó ngồi tại đây là những người cha đã từng trong cuộc đời mình gặp rất là nhiều điều mà con mình bắt đầu nó lớn tuổi dậy thì và lớn tuổi. Tôi nói đây là những cha không mà nhiều khi mẹ nữa cũng đã gặp rất là nhiều. Và cái tuổi mà vài tuổi rất là dễ thương. Tôi có đứa em tôi nó có một đứa con 3-4 tuổi thôi, rất là dễ thương. Mà nó lãnh phần thưởng nó chơi gì là quay phim chụp hình đưa lên hết luôn. Nhưng mà khoảng mười mấy tuổi thôi, 15, 16, 17, 18 tuổi thôi, liệu nó còn dễ thương giống như cái câu chuyện này không là khác hoàn toàn. Và thời bây giờ, vì thấy rằng nó có lạ không? Tôi thấy là cách đây hơn 2.000 năm về trước câu chuyện được ghi lại, và ngày hôm nay với thời điểm hiện tại này, với những gì hiện đại hơn, thì tôi nghĩ rằng nó không có gì là xa lạ hết. Và thậm chí nó còn tệ hơn rất là nhiều. Và hiện nay có rất là nhiều gia đình có những đứa con như vậy, và người cha phải đối diện như vậy. Và quý vị ơi, buổi sáng hôm nay tôi khích lệ những gì mà người cha đang đối diện ngày hôm nay ở trong cuộc đời của mình đã từng xảy ra ở trong Kinh Thánh. Nó được diễn ra ở trong Kinh Thánh cách đây hơn 2.000 năm. Và những gì mà lòng ông đau lắm và ông không thể nói ra được. Vì con mà ông mang nặng nỗi đau, nó bắt đầu nó lìa xa ông. Nó đòi quyền lợi, nó đòi những gì nó có. Mà thật sự khi mình đọc kỹ Kinh Thánh á, thật sự đứa trẻ này, đứa thanh niên này không hề có gì cả, nhưng mà được thừa hưởng tất cả từ người cha của mình. Quý vị ơi, khi chúng ta đặt cái câu chuyện này ở bối cảnh này với chính một người cha ở tại thế này, thì chúng ta thấy người cha rất là đau lòng. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta tự hỏi, chúng ta là người con, khi chúng ta có một người cha thiên thượng trên trời, trên thiên đàng đó, bao lần trong cuộc đời của chúng ta chỉ biết vòi tiền, những cái gia sản của cha mình là cha thuộc lên thôi, nhưng mà không bao giờ muốn ở trong ngôi nhà mà Chúa đặt cho chúng ta, nhưng mà muốn đi ra ngoài không à. Vậy, vậy cha thiên đàng, thiên thượng của chúng ta đau lòng cỡ nào khi chúng ta như vậy? Quý vị ngồi kỹ lại coi. Có bao nhiêu lần khi mình ngồi xuống, mình quỳ gối xuống, mình cầu nguyện, mà mình suy nghĩ lại rằng từ khi mình tin Chúa cho đến bây giờ mình đã làm được bao nhiêu điều cho Chúa? Hay là khi mình ngồi xuống mình cầu nguyện chỉ là xin thôi: Chúa ơi, cho con có cơm áo gạo tiền, Chúa ơi cho con có chồng, Chúa ơi cho con có vợ, Chúa ơi cho con có nhà, Chúa ơi cho con có xe, Chúa ơi cho con có công việc làm ăn. Bao nhiêu lời cầu nguyện của chúng ta nói rằng cha ơi, cha cần gì và con sẵn sàng để có thể để dâng cho Ngài, để hầu việc Ngài, để phục sự Ngài. Và thái độ người em này giống như chính cá nhân của chúng ta ngày hôm nay đối diện. Và thậm chí chúng ta không muốn ở trong ngôi nhà tạo dựng cho chúng ta. Khi mình đọc câu chuyện này á, mình thấy đứa em này đang ở trong một cái nhà gọi là ngôi nhà mơ ước. Mình có thấy ngôi nhà mơ ước không? Tại sao? Tại sao tôi nói ngôi nhà mơ ước? Tại vì ngôi nhà này có tình yêu của người cha, có gia sản, có gọi là những đứa đầy tớ phục vụ, giàu có, thịnh vượng, phước hạnh. Nhưng mà nó không bao giờ muốn ở nhà, nó muốn đi chơi ở ngoài. Vì ở ngoài sao à? Nó có nhiều cái gọi là nó chưa thấy được. Cảm ơn Chúa, tôi cũng đã từng đi bụi đời nhiều năm khi tôi chưa biết Chúa.
Khi tôi chưa biết Chúa, tôi cũng là một người đi bụi đời. Tắm sông Bạch Đằng, ngủ ở những cái xớ thịt. Và vào mười mấy tuổi tôi thích ở nhà bạn hơn là ở nhà mình. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau khi Chúa cứu tôi mới thấy được cái việc mà mình có một gia đình nó quan trọng cỡ nào. Và chúng ta là những người có thể ở tại đây, nhiều người không là bà con với nhau, nhưng mà chúng ta được ở trong một cộng đồng, gia đình. Đó là hội thánh của Chúa, là gia đình. Và mỗi người chúng ta đều có một cái sự quan tâm với nhau, có một sự gọi là kết nối với nhau. Và hội thánh chính là gia đình mà Chúa đặt để tôi và quý tại đây. Và khi mình nói về người cha này, người cha đã đối diện với năng đề như vậy, thì có nghĩa là mình thấy rằng tấm lòng của Đức Chúa Cha, Ngài rất là đau lòng khi một ai đó không bao giờ muốn ở nhà mà muốn ở ngoài. Rất là nhiều câu chuyện ghi lại cho chúng ta biết về người chăn nhân lần ở trong Giăng đoạn 10. Vì con chiên muốn đi ra khỏi bầy, đi ra khỏi vùng mũ sống để chi? Để không còn bị kiểm soát nữa. Tại sao đi vào, đi thưa về trình, rồi ăn cái gì phải hỏi, đi đâu phải hỏi, đi ra ngoài khỏi ai hỏi? Nhưng mà lúc bây giờ là có rất là nhiều muôn sói cắn xé. Và rất là nhiều con chiên khi ra khỏi bầy rồi, sẽ có gấu và sư tử đến hay sao à, tấn công nó. Vì hãy nhìn đi, những người tự tách bầy và ra khỏi bầy thì sẽ có rất là nhiều muôn thú cắn xé. Và người trai trẻ này đã gặp phải. Tại sao người trai trẻ này quyết định đi ra khỏi nhà? Vì bạn nghĩ rằng nơi căn nhà đó không có tình yêu thương, và chỉ có bạn bè bên ngoài mới thương mình thôi, chỉ có bạn bè bên ngoài mới giúp đỡ mình thôi, còn cha mẹ không ai quan tâm mình đâu. Nhưng mà bên ngoài họ quan tâm, bạn mình sống với mình, đồng cam cộng khổ với mình, hy sinh cho mình, một bánh cũng chẻ làm đôi để cho mình ăn. Và đứa em này nghĩ bên ngoài nó màu hồng lắm, mà bây giờ xách hết tiền của có để chi? Chơi với bạn. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết thế nào. Khi đứa em này đi phương xa, Kinh Thánh ghi lại ở trong phần thứ hai này, Luca đoạn 15 từ câu 20 tới câu 24. Khi nó đi phương xa, nó ăn chơi, nó đàn đúm, nó nhậu nhẹt, nó bê tha. Rồi tôi không biết thời điểm đó như thế nào, chắc thấy giống như hồi đó thì nhậu nhẹt, rồi cờ bạc, rồi trai gái, rồi vườn đĩ điếm gì đó, không biết, nó trác táng hết tất cả số tiền nó có. Mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, tới một thời điểm, đó là xứ đó xảy ra hạn hán, đói kém. Và nó lấy quyết định đó là bây giờ, vì đói quá phải đi xin làm ăn, đi đến một cái chỗ. Và cuối cùng chủ đó quyết định làm gì? Đó là cho cái chàng thanh niên này làm gì? Đó là đi chăn heo. Và Kinh Thánh ghi lại là cho chúng ta một cái chi tiết, đó là gì? Khi mà nó chăn heo á, cái vỏ đậu á cho heo ăn á, người Việt mình nói là giống như cái bã đậu á, cái vỏ đậu cho heo ăn á, những cái gì mà cho heo ăn á, đó là gì? Đó là những cái gì mà con heo ăn á mà nó không được ăn luôn. Có nghĩa là cái bối cảnh của người trai trẻ này còn tệ hơn con heo luôn, tệ hơn con vật. Mà quý vị biết rằng vào thời điểm bây giờ, con heo là một cái con vật, đối với người Do Thái là người vật ô uế. Mà bây giờ con heo mà được ăn cái vỏ đậu đó mà nó không được ăn, nó thèm mà không được ăn luôn. Vì hãy hình dung đi, đồ của con vật ăn mà nó không được ăn, đồ dành cho gia súc ăn mà nó không được ăn, cuộc đời nó bế tắc hoàn toàn. Những cái hoài bão của nó, những cái suy nghĩ của nó, những cái mộng mơ của nó, những cái gì màu hồng của nó đó, đều sao à? Bây giờ thành màu đen thui luôn. Và tôi muốn nói với thanh niên, thiếu niên ngày hôm nay, những bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn ơi, ngày hôm nay bên ngoài không có gì màu hồng cho các bạn đâu. Các bạn đừng nghĩ bên ngoài màu hồng.
Vì những người cha, những người mẹ, những người đi trước trong cuộc đời này đã vấp rất là nhiều rồi. Có đúng không ạ? Và muốn kéo lại những gì có thể. Cảm ơn Chúa khi đưa em đứng vào hoàn cảnh bế tắc nhất. Có một điều mà tôi được khích lệ nhất, đó là gì? Nó quyết định quay trở lại. Nó quyết định quay trở lại với nhà của mình. Vì tại nơi nhà của mình, cha mình giàu có nhiều gia nhân, có nhiều đầy tớ. Bây giờ xin lỗi nha, chỉ cần cho nó làm thôi thì nó cũng có thể có ăn rồi. Và nó quyết định quay trở lại. Và một điều đầu tiên nó quyết định trong lòng đó là gì? Đầu tiên nó phạm tội với trời, và thứ hai là phạm tội với cha của nó. Nó quay trở lại. Câu chuyện này vào thời điểm bây giờ nó rất là ngắn, chỉ có mười mấy câu thôi. Nhưng mà khi nó vừa bước chân đến gần nhà của mình thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng người cha đã làm gì? Nhìn thấy từ xa, sao là chạy ra ôm lấy cậu nó và hôn. Kinh Thánh không ghi cho chúng ta biết thời gian đứa trai này, thằng thanh niên này đã ra khỏi nhà bao lâu. Có thể là vài tháng cũng có thể là vài năm cũng có, không biết bao lâu. Nhưng mà có một điều đó là gì? Bao nhiêu lâu người cha đứng ở ngay trước nhà mình, nhìn bên ngoài để xem con mình nó về. Bao nhiêu lâu ông đã suy nghĩ và ông đã không biết giờ này nó đang ở đâu, và nó đang ăn uống thế nào, nó đang sống ra sao, nó cầu bơ cầu bức ở chỗ nào đây? Ông không hề biết. Thời đó không có điện thoại giống như bây giờ, gọi điện thoại internet hay gì đâu quý vị. Không biết nó ở chỗ nào. Và tôi nghĩ ông cũng đã từng khóc cho nó. Khóc vì bây giờ không biết nó đang ở chỗ nào, nó sống ra sao, nó ăn uống thế nào. Và mỗi ngày, mỗi giây phút, ông ngóng, ông trông nó quay về. Ông ngóng, ông trông nó trở lại. Ông ngóng, ông trông từng đêm, từng ngày, từng phút, từng giờ để nó quay trở lại. Và cho đến một ngày, nó đã quay trở lại. Và khi ông vừa thấy nó từ đường xa thì ông chạy đến ôm cổ nó và hôn nó. Tôi muốn nói với tất cả mọi người buổi sáng nay, nhất là những người cha, những người mẹ ở trong cái câu chuyện này, để khích lệ cho chúng ta biết rằng cho dù nó đi đâu, một ngày nào đó nó cũng sẽ phải trở về. Amen. Hãy tin lời Kinh Thánh ở phương đoạn này và ở câu Kinh Thánh này. Đó là nó quay trở lại, cũng là cái câu chuyện mà lời đó đối với lòng của chúng ta trong sáng nay. Cho dù nó đi thế nào, nó cũng sẽ quay trở lại. Và cảm ơn Chúa, khi ông thấy nó quay trở lại, nó xưng tội với ông, nó ăn năn về những gì. Và ước mơ của nó là gì? Đó là bây giờ cho con làm đầy tớ thôi. Con có việc làm để chi? Để nuôi sống bản thân con thôi. Đó là ngoại mãn nguyện của con rồi. Bây giờ con không có nói cái chuyện gì hết á. Bây giờ cha sai cái gì con làm cái đó, cha muốn cái gì con làm cái đó, và cha yêu cầu cái gì con làm cái đó. Chỉ cần con có ăn là được rồi. Và người cha đã làm gì? Lấy áo tốt nhất mặc cho nó. Vì có hình dung một đứa con trai là một con của một người giàu có, đi phương xa bao nhiêu năm. Tôi nghĩ người không ra người nữa. Tại sao biết không? Tại vì nó chăn heo mà. Áo sống nó, giày dép nó, dơ bẩn, nhìn không ra gì cả. Nhưng mà nó từ đằng xa thôi là cha đã nhận dạng nó được rồi. Tôi nghĩ ngày ra đi á, thì có thể là được 70-80 kg. Mà về á, tôi nghĩ chắc chừng 40-50 kg thôi. Ốm tông, ốm teo, không còn người, không còn ra hình dáng của một đứa con. Mà ngày mà đi ra khỏi nhà rất là đẹp trai, về nhà rồi thì không còn gì cả. Nhưng cha vẫn nhận ra nó. Có thể là cha bắt đầu yêu cầu đi tắm rửa, lấy áo tốt nhất mặc cho nó, lấy nhẫn đeo cho nó, lấy giày mang cho nó.
nói trong những gì tốt nhất. Đó là gì? Làm cho nó. Thậm chí nó chỉ cần về làm đầy tớ của cha thôi, có vỏ đậu như heo ăn là mừng rồi. Bây giờ cha làm gì? Bắt một con bê làm thịt cho nó ăn. Bê quay, 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 làm ăn. Không biết nó bị đói bao nhiêu ngày, nó thèm lắm. Mà thật sự bây giờ nó mới thấy là hạnh phúc. Tôi không biết những người bạn của nó trong câu chuyện này ở chỗ nào khi mà nó không còn gì cả. Tôi không biết những người bạn của nó chơi với nó, thân với nó, đồng cam cùng khổ của nó ở chỗ nào khi mà nó không còn gì cả. Và chỉ cần có một người cha xuất hiện thôi, cuộc đời nó được thay đổi. Như hồi nãy mình đọc kỹ á, người cha nó có đủ thẩm quyền để dắt nó ra ngoài cổng thành làm gì? Cho người ta ném đá cho nó chết vì nó phạm tội ngỗ nghịch, nhậu nhẹt, bê tha, không vâng lời cha mẹ. Cha nó có thể làm điều đó, nhưng mà cha nó không làm, để cho nó giải thoát cuộc đời của nó. Mà bây giờ nó được ân điển quay trở lại, để gì? Để nhận lấy những điều mà nó không đáng nhận được. Quý vị ơi, chúng ta đang có một người cha thuộc linh, đứng đó là cứu cuộc đời của chúng ta, đứng đó luôn ban điều tốt nhất cho chúng ta, cho dù chúng ta như thế nào. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta phải quay trở lại. Có nhiều người muốn được cha mặc cho những cái áo đẹp, muốn cha ngày đeo nhẫn cho mình, muốn cha ngày cho mình ăn những con bê mập, nhưng mà không bao giờ muốn quay trở lại hết. Hãy quay trở lại. Càng quẩy ngùa ở bên ngoài nhiều, càng te tua chứ không làm gì hết. Và tôi muốn nói với các bạn thanh thiếu niên ngày hôm nay, đó là những giới trẻ ngày hôm nay, chỉ có một con đường, đó là quay trở lại thôi. Các bạn ơi, bên ngoài sẽ có rất là nhiều lời hứa cho các bạn, nhưng khi đụng chuyện rồi, các bạn sẽ thấy rằng những điều đó không bao giờ xảy ra khi mà người ta không có quyền lợi. Nhưng mà cha của mình đứng luôn 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 chăm sóc mình, đó là không cần điều kiện, nhưng vẫn sẵn sàng mở ra lòng ra để đón chúng ta. Tôi thấy và tôi nghe rất là nhiều câu chuyện. Và cảm ơn Chúa tôi kể về câu chuyện này có thật 100%. Ở đây có má của tôi nữa, má tôi nhớ. Đó là khi mà tôi đi bụi đời, và số tiền mà tôi mang theo làm vốn hết sạch sành sanh luôn. À, tôi không biết phải làm cái gì, tôi quyết định tôi quay về nhà của mình. Tôi mới khoảng chừng 15-16 tuổi. Và tôi, nhà tôi lúc bây giờ cũng nghèo lắm, chỉ là một cái nhà lá thôi. Nhưng mà tôi nhớ đó khoảng 11-12 giờ đêm. Tức là trong sáng hôm đó tôi đã về sớm rồi, nhưng mà tôi chưa dám vào nhà. Tôi sợ một lần nữa má tôi sẽ đánh tôi. Má tôi sẽ đập tôi giống như những lần khác. Và tôi không dám về nhà. Mà trong khi đó những ngày trước á, là má tôi với chị tôi là lấy xe đi xe đạp á, chạy vòng vòng đi tìm, không biết tìm nó đâu hết trơn á. Nghe nói chỗ này, nghe nói mặt tiền không ra. Ở đây có chị Ngự đúng không? Tiền không ra, bỏ như ngày tiền ra. Nhưng mà ngày hôm đó thì tôi quyết định tôi quay về. Ngày hôm đó thay quay về, thay vì tôi vào nhà, tôi không vào nhà, tôi ở đi vòng vòng á, tôi không dám vào nhà. Cho đến khoảng 11 giờ mấy đêm, tôi rón rén. Mà trong tôi nhớ hôm đó là hình như là má tôi và một người đi tìm tôi tiếp nữa. Và tôi rón rén thì chị tôi mở cửa ra và tôi vào nhà và cuối cùng không thấy ở nhà. Bắt đầu la tôi là má đi kiếm mày bữa giờ đó. Xong tôi vô nhà tôi ngủ. Và tối hôm đó tôi không có bị một cái đòn nào cả. Sáng mai thì giống như ngày bình thường. Và bắt đầu có cơ hội gia đình tôi nói chuyện với nhau. Và cảm ơn Chúa, bây giờ thì Chúa đã cho gia đình tôi biết về Chúa. Tôi là người đầu tiên tin Chúa. Và tôi đã được xin Chúa cứu cuộc đời tôi trước. Chúa biến đổi cuộc đời tôi. Sau đó bắt đầu Chúa cứu những người thân trong gia đình.
Và cảm ơn Chúa vì thái độ đúng nhất đó là đứa con đã quay trở lại. Và điều quan trọng nhất là khi người con quay trở về, mỗi ngày người cha là chờ đón. Tôi muốn nói với các bạn thanh thiếu niên tại đây và những người còn cha, không ai thương mình bằng người cha. Ba tôi mất năm tôi 8 tuổi. Tôi không có nhiều kỷ niệm để nói về ba tôi nhiều. Nhưng mà tôi hãnh diện vì những gì tôi biết được ba của mình. Tôi đang nói từ đó là tôi hãnh diện về người cha thuộc thể của tôi. Và bây giờ tôi cảm ơn Chúa tôi có một người cha thiên thượng, vĩ đại hơn, lớn rất là nhiều. Và tôi hãnh diện vì cha tôi đang là đứng chăm sóc tôi mỗi ngày. Người cha đó quan tâm quý vị tại đây và biết đúng nhu cầu, có cần đúng lúc để cho quý vị. Không cần quý vị vội vĩnh ngày là bây giờ con cần cái này, con cần cái kia. Nhưng mà ngày biết và ngày biết thời điểm nào tốt nhất cho điều chúng ta cần. Amen không ạ? Thì đôi lúc đó, cho chúng ta nhiều quá nó không tốt. Và cho không đúng thời điểm nó không tốt. Và đúng thời điểm Chúa ngài sẽ đem đến cho chúng ta. Amen. Ví dụ chúng ta cần tiền, ai cũng cần tiền. Mà nó không đúng thời điểm. Đúng thời điểm Chúa chờ chúng ta. Ai không cần người yêu? Muốn lắm chứ. Thấy người ta đám cưới rần, muốn chứ. Nhưng mà nó chưa đúng thời điểm. Nhưng mà đúng thời điểm rồi đó. Vĩ đại hơn, tuyệt vời hơn. Kinh Thánh nói là vinh quang xa hơn, vinh quang trước, sự cuối cùng hơn sự khởi đầu. Amen không ạ? Hallelujah. Rượu á, rượu mà càng ngâm lâu á là rượu càng ngon á. Cho nên mình thỏa lòng thời điểm của Chúa mà. Rồi điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ luôn, lại có thêm một năng đại xảy ra. Khi người em quay trở lại là giây phút hạnh phúc nhất của người cha. Thì lại có một vấn đề xảy ra đó gì? Người anh đi về thấy nhà mình linh đình quá, mới gọi đứa đầy tớ ra. Ủa, chuyện gì xảy ra ở nhà mình vậy? Đứa đầy tớ nói sao à? Em của ông mới về đó. Bây giờ cha lo cho. Cho nó mặc quần áo tốt. Cho nó mang những đôi giày xịn. Bây giờ lại đãi một con bê con cho em của ông đó. Người anh làm gì biết không? Tức giận lên. Và sao? Không thèm vào nhà, lại thêm một người không chịu đi vô nhà nữa. Đòi ra khỏi nhà. Thấy chưa? Mình thấy có năng đề không? Hay gì? Đứa em về là cả nhà vui mừng. Nhưng mà bây giờ á, khi mà đứa em về á, thì bắt đầu sản sinh ra thêm một năng đề. Đó là bắt đầu có sự phân rẽ. Bắt đầu phân mua. Nói đúng cái từ thuật ngữ Việt Nam như vậy nè. Tôi sẽ mô tả giống như từ người Việt Nam nói luôn, người Nam nói luôn. Nói đó, thằng đó đó, nó lấy hết tiền của ba đó. Nó đem đi chơi đó, trác táng á, nó phung phí hết á. Bây giờ á, nó không còn cái gì cả. Nó chỉ còn cái thân của nó là thân bại danh liệt thôi. Mà bây giờ nó về đây, nó lại tiếp tục báo ba nữa đó. Mà ba lại lấy những gì tốt nhất lại cho nó sao? Đúng cái từ mà mình nói gì, ruột gan của người Việt mình nói như vậy luôn. Tôi hỏi quý vị luôn á, người anh nói đúng không? Đúng chứ, nói đúng chứ sao, nó đâu sai đâu. Nghe là đúng lắm. Nhưng mà tấm lòng người cha nói rất là rõ. Người anh nói là hồi đó giờ con ở với cha luôn á, thì đồ mà cha không cho con ăn, thậm chí không bao giờ mà đãi một con bê, sinh nhật con cũng không có làm gì cả. Bây giờ tự nhiên nó đi đâu, nó ăn cơm, chắc chắn nó về đây, bây giờ là cha lại lo cho nó. Cha thấy cha có bất công không? Và bây giờ con quyết định, con giận rồi, không ở nhà nữa. Tôi nghe tôi nhức cái đầu luôn. Khi chúng ta thấy cái câu chuyện này. Giống như hồi nãy giờ tôi phân tích. Người cha đã nói. Con ơi. Bây giờ em con tưởng như là chết. Nhưng bây giờ nó đã sống lại rồi. Mình phải ăn tiệc mừng nó thôi. Thứ hai. Cái điều mà con đang có đó. Đó là gì? Cái gì của cha đang là của con. Cái gì của cha là của con.
cái gì của cha là của con, nhưng mà tại sao con lại đi phân tích, phân trần cái điều đó? Và khi hồi nãy giờ tôi có phân tích cho vị, cái ở trong cái câu chuyện về phục truyền lật ly ký á, đó là gì? Ba phần gia sản và người trưởng nam được hưởng gấp đôi cái phần còn lại, có nghĩa là phần của người cha, người con cả này cũng đã hưởng rồi. Và đúng ra thời điểm đó đó, trên danh nghĩa luôn, người cha không còn gì hết. Tức là gì? Thuộc về hoàn toàn người anh rồi. Có, nhưng cũng thích phân bì. Có, nhưng mà thích gà tù. Và dường như chúng ta thấy không à, lại thêm một nửa tấm lòng người cha đau, vì anh em nó không thương nhau. Tấm lòng người cha đau khi thấy anh em nó không có đồng bọc, không có hòa thuận với nhau, và lại một nửa nào. Buổi sáng hôm nay tôi cầu nguyện để Chúa thăm viếng nhất là những người cha đang gặp những cái tình trạng thực tế trong gia đình mình. Có thể những người lớn tuổi là những người cha, có những đứa con mà không thuận hòa với nhau. Thật sự tôi nói thật, nếu một gia đình nào mà có những người con á mà yêu thương đùm bọc lẫn nhau, đó là một hạnh phúc. Nhưng mà tôi chứng kiến rất là nhiều gia đình anh em không nhìn mặt nhau luôn. Anh em không có thể ngó mặt nhau luôn. Anh em mà thậm chí tôi đi cửa trước thì anh sẽ đi cửa sau. Và người cha đau lòng. Đó là mình nói về phương diện thuộc thể, có thể xác. Người cha xác thịt. Vậy bây giờ mình đặt câu hỏi về cha của mình thiên đàng. Ngài đau lòng khi con dân của Chúa ghen ghét nhau không? Con dân của Chúa ga tô với nhau không? Ganh tị với nhau không? Con dân của Chúa không nhìn mặt nhau không? Tôi nói thật quý vị luôn, đôi lúc đây là thực sự luôn. Có những cái mối tổn thương mà Chúa Giêsu dạy đó là gì? Mỗi lần ra mắt Ngài thì phải là về để làm hòa thuận với cái người mình làm vấp phạm. Và sau đó khi làm hòa rồi, mình mới dâng của tế lễ. Khi tôi đi làm ăn bên ngoài, thì giống như đối tác mời một cái buổi giống như là buổi bạc ti hay là một đám cưới hay là gì của con của họ thôi. Họ mời hai vợ chồng tôi về đám cưới. Trong cái buổi đám cưới đó đó, thì có rất là nhiều người gọi là bạn đó, nhưng mà nó đúng bạn luôn, là giống như đối thủ cùng ngành đó. Giống như là người cùng ngành với mình là ở ngoài thương trường làm ăn đó, là giống như giá cả đó là chiến đấu với nhau luôn á. Có nhiều gọi là khách hàng mà phải giành giật khách hàng đó. Và ở bên ngoài là fighting chiến đấu dữ lắm. Nhưng mà khi mà vào bàn tiệc đã gặp nhau đó, thì vẫn làm gì? Bắt tay, chào, cười, nói. Rất là bình thường. Nhưng mà có những cái chuyện mình thấy rằng thật sự ở trong cơ đốc nhân mình là thân thể trong Đức Christ, mình chỉ có một cha thiên tượng thôi. Nhưng mà đôi lúc có chuyện xảy ra rồi đó, không nhìn mặt nhau luôn, thậm chí không bắt tay luôn. Có không vậy? Có rất là nhiều. Tại sao vậy? Và thật sự một lần nữa là hồi chuông cảnh thức báo động cho chúng ta biết rằng cái tình trạng của chúng ta ngày hôm nay đã làm tổn thương Ngài rất là nhiều. Đó là cha thiên đường của chúng ta. Bây giờ chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện trong giờ này. Chúng ta hướng lòng về Chúa. Xin mời ban thờ phượng giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Nếu những người con, có những người cha, người mẹ, thì ngay giờ này, tôi muốn các bạn, các anh chị vẫn còn cha mẹ mình, ngay giờ phút này, hướng lòng về Chúa, cầu nguyện chúc phước cho họ. Tôi không biết rằng quý vị đang đối diện với những gì trong cuộc đời của mình, với cha, với mẹ của mình. Nhưng buổi sáng hôm nay, lời Chúa thức tỉnh cho chúng ta. Đó là quay trở lại để ăn năn, quay trở lại để xưng tội với cha của mình. Vì đó là cái điều phước hạnh Ngài cho chúng ta thấy được. Hãy chúc phước cho họ. Kinh Thánh Chúa cũng dạy cho chúng ta đó là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Thế ông thêm lâu năm những ngày mà rơi vào Đức Trời ban cho. Hallelujah, hallelujah.
Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.